Chú bình tĩnh chú. Không, chú cháu muốn nói chuyện với chú một tí thôi. Mấy cái viên gạch này là bọn em đưa cơm đến là ba cầm ba ném đó. Ba ném ra ngoài đó luôn. Những viên gạch xung quanh này đây là ba ở trong nhà. Ồ, là ba ném ra đấy. Nè mọi người, những cái viên gạch như này mà chú mà ném mà chạy không kịp thì chắc có mà nổ đầu. Dạ, đúng rồi. Một viên gạch này mà ném vô đầu là chắc chết luôn chứ không có sống được mọi người. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chú đấy nãy là chú đang bị xích đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chú đứt xích ra thì sẽ như thế nào? Bữa hôm mà ba nói là nếu như mà ba đứt xích ra là ba sẽ giết từng người. Ba giết là không có, ba không có đi tù. Tại vì ba bị tâm thần nên ba không có đi tù. Thế là chú đấy là chú đã dọa như vậy rồi? Dạ, ba nói là nếu mà ba mà xích xích ra là ba sẽ giết. Mà ba giết nói ai? Là ba giết những em ai? Nữa. Ba giết nói chị. Là ba sẽ giết em, rồi chồng em. Rồi ba nói là nếu mà xích xích ra thì bây chết hết với tao. Tao có giấy tâm thần, không có ai làm được gì tao hết á. Tao muốn giết ai thì giết. Thế mà ngày hôm nay là chị nhờ em lên trên này để em quay video này thì để chia sẻ lên thì để làm gì đây? Thì giờ nguyện vọng của gia đình là chị muốn gửi được ba em vào trong đó. Để cho ba em, cái thứ nhất là ba em cùng đỡ khổ. Bây giờ anh thấy xích, bọn em xích chân đồ này kia vậy đó. Thì nhiều người, người ta ở gần em, người ta hiểu bọn em thì không nói sao. Nhưng mà ví dụ như mà những người mà hàng xóm hoặc là những người là ở đâu mà mới tới á, thì người ta nghĩ con cái chắc bất hiếu hay sao mà nhốt ba mình như vậy á, rồi xích ba như vậy á. Nhiều khi người ta không có hiểu được cho bọn em, nhiều người này người kia nói tại thế này tại thế kia, nhưng mà người ta không ở trong cuộc, là người ta không biết là ba em là đập phá rồi đuổi vợ đuổi con ra khỏi nhà. Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Trọng đây. Rất vui vì đã gặp lại tất cả mọi người ở trong video tiếp theo của Trọng. Thì hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại ấp 5, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì ngày hôm nay thì Trọng nhận được một cuộc gọi cầu cứu của một gia đình. Thì gia đình này thì cũng có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì cái hoàn cảnh này thì không phải là khó khăn về kinh tế hay là khó khăn về tiền bạc gì cả, mà gia đình cầu cứu mình là nhờ mình giúp cho một số chuyện. Thì tại vì ở trong gia đình này thì có một người cha, thì Trọng nghe nói là người cha này có về cái vấn đề tinh thần không có ổn định nha mọi người. Thì cái chú này là chú thường hay đi quậy phá ở trong xóm. Thì Trọng xem những cái đoạn video và những cái hình ảnh mà người nhà gửi cho Trọng á, thì Trọng thấy chú đấy cũng rất là tội luôn. Thì chú bị tâm thần nhưng mà kèm vô trong đó thì chú hay quậy phá nhưng mà nhìn rất là tội. Thì nên là quyết định ngày hôm nay là Trọng đi lên đây để Trọng thăm, để Trọng chia sẻ cái video này lên để cho mọi người cùng biết. Thì bây giờ Trọng đi vô trong nhà luôn nhá. Mọi người tiếp tục theo dõi cái video này nhá. Chị Ngân. Thì đây là chị Ngân nha mọi người. Chị Ngân là con gái của chú. Em chào chị Ngân nhá. Thì chị Ngân là cái người mà liên lạc cho Trọng, thì để nhờ Trọng lên trên này quay cái video để chia sẻ cho mọi người xem. Thì tình hình là cái câu chuyện nó thế nào rồi, chị kể cho em nghe với ạ. Ba của em là bị tâm thần năm nay là 25 năm rồi. Mà bây giờ ông cứ đập phá đồ đạc này kia, con cái là đuổi ra hết, không có cho ở nhà. Có một mình ở đây, giờ bọn em hết cách rồi. Giờ phải xích ba em lại. Em phải liên lạc cho anh chồng với Mạnh Thường Quân, đồ có trại bảo trợ xã hội á, để có gửi được ba em không thì gửi giùm em. Bây giờ nhà em là hết cách rồi.
Ý là đây là cái ngôi nhà mà hôm bữa chị gửi cho em những cái video mà chú đập phá ở trong, dạ, đây đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, thì như Trọng đã nói chuyện với cả chị Ngân. Chị Ngân là sinh năm bao nhiêu? Để dạ, 94 ạ. 94. Thì Trọng nói chuyện với chị Ngân thì chị nói là cha của chị bị tâm thần là 20 năm. 25 năm rồi. 25 năm. Dạ đúng, 25 năm rồi. Thế là bây giờ chú đang ở trong đó. Dạ, dạ bây giờ ba em đang ở đó, đang đập phá trong luôn á. Hiện giờ đang đập phá trong luôn á. Thế bây giờ chị em mình vô trong đó thì có an toàn không? Thì nói chung giờ bây giờ mình vô thì cứ vô, nếu mà mấy ba em mà ông cầm đá đồ này kia ném á thì mình phải chạy. À, không là... Nhưng mà chị là con gái ruột của ông mà đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì chú đấy còn ném chị không? Có, gặp em còn ném em hơn nữa. À. Dạ đúng rồi, gặp mấy đứa con gái đồ này kia là ông ném đá. Thế thì chú bị nặng lắm rồi. Dạ đúng rồi. Thế là mình có đưa đi chữa trị ở đâu chưa? Dạ có đưa đi lên bệnh viện Biên Hòa trên bệnh viện Biên Hòa, trung bệnh viện Trung ương Biên Hòa, đúng rồi, Trung ương 2 ở Biên Hòa. 1 tháng 4 triệu ở trên 8 tháng rồi. Nhưng mà ở trên đó là bệnh viện nó chỉ có là cho ở được 3 tháng đến 4 tháng thôi. Và bác sĩ thấy hoàn cảnh như vậy là bác sĩ vẫn cho ở 8 tháng. 8 tháng. Đến lúc dịch là bác sĩ kêu là giờ dịch quá tải là phải đưa về chứ không có để ở lại được nữa. Là về chỉ được 3 tháng là bắt đầu quay lại tiếp. Thế là chắc là bây giờ thì Trọng cùng với tất cả mọi người thì cùng đi vô trong nhà để xem hoàn cảnh của chú. Dạ. Chú gì? Chiến. Chú Chiến. Dạ. Chú Chiến là bao nhiêu tuổi chị? Năm nay là 53 tuổi rồi đó. 53 tuổi. Sinh năm 68. Ừ. Thì bây giờ thì Trọng cùng tất cả mọi người cùng vô thăm hoàn cảnh của chú Chiến nhá. Thì chú bị tâm thần rất là nặng. Dạ, đúng không? Đúng rồi, bị rất nặng. Đi, chị em mình cùng vào. Dạ. Chú không mặc quần áo hả chị? Dạ không, không mặc quần áo. Trọng nhìn thấy chú rồi mọi người. Có đưa cùng dục hết, đưa chăn màn đó anh thấy đó, cùng ném hết. Chú ở đây với ai? Có một mình thôi. Tại vì không ai dám ở cùng chú à? Đúng rồi, không ai ở dám ở cùng cái nhà bên này, cũng không ngủ được luôn này. Đập phá nhà bên này lúc nào. Em còn nghe hàng xóm xung quanh đây nói là chú hay đi phá xung quanh đây đúng không? Dạ đúng rồi, phá nhà bên này, những nhà xung quanh đây là sợ lắm. Cái này là nhà này là chị mới xây lên à? Dạ, mẹ ba bốn đứa con cùng xây lên cho chú. Chú đây hả chị? Dạ, ba em đang ngồi đó rồi. Chú không mặc quần áo gì luôn à? Dạ không, không mặc quần áo gì hết. Ôi. Em vô nói chuyện với chú được không nhỉ? Dạ cũng được nhưng mà anh cẩn thận nhé. Chú hay dạ. Hay kích động đúng không? Hay kích động. Thì chị có dám vào không hay chị đứng ngoài? Em đứng đây đi, em đứng đây đúng không? Dạ. Sao mà thấy chú nhìn chị bằng ánh mắt? Thì đó chú, có anh chứ. Chú Chiến ơi. Chú Chiến. Cháu chào chú Chiến nhá. Rồi. Chú Chiến, chú đang nhìn chị Ngân, con gái của chú bằng một cái ánh mắt mà rất là hung dữ luôn. Nhưng mà người lạ chú có đánh không? Không, có, cùng thỉnh thoảng có người lạ đánh. Em ngồi đây thì có khi nào chú đánh em không? Có, lúc cũng sẽ đánh đó. Không biết anh nhưng mà anh ngồi anh đề phòng đây đó. Đây chú Chiến, chú cháu mình nói chuyện tí được không? Mình đưa quần áo là chú không mặc cả chị? Dạ không, đem quần áo ra là dục hết. Ồ. Đưa lúc nào? Trọng giật mình luôn mọi người. Chú Chiến ơi, chú bị rất là nặng rồi. Chú ăn cơm chưa? Chắc là ba của chị là bị rất là nặng rồi chị ơi. Dạ. Ừ. Đâu, chị vào đây chị. Em vào đó, em chờ ba. Dạ, ba không sao đâu. Ồ. Nhìn cha như vậy chắc thấy tội lắm nhỉ? Dạ đúng rồi. Mình làm con mà cha mình như vậy mà. Bây giờ mình làm con mình thấy tội. Đấy, anh như anh là người ngoài anh vô anh có thấy tội không? Rất tội đúng không? Muốn gì mình là con của ba mà. Vâng. Thế thì 25 năm rồi đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Đâu chị cứ ra đây đi không sao đâu. Em đứng đây chú không làm gì chị được đâu.
chỉ sợ chú cầm này kia chú dạ, ném thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Trong này đâu còn gì để chú ném đâu. Chú có hay ném không? Có. Ừ. Đó, hôm bữa là cái gạch đồ này kia là xây ở đó đó. À, có bao nhiêu năm rồi thì hai bố con với mình chưa nói chuyện một cách bình thường. Lâu lắm rồi anh ạ. Mấy chục năm không? Dạ mấy chục năm. Rồi. Là bố con không được nói chuyện một cách như dạ, người dạ. bình thường với nhau. Dạ đúng rồi. Đâu chị thử hỏi thăm sức khỏe bố chị đi. Chị ngồi đây cho em không sao đâu, em ngồi đây chú không làm gì chị đâu. Trời. Dạ. Con lại đâu mà không ngồi nhá. Đưa đây sao? Tôi còn làm đâu mà, tôi đứng làm việc của em. Đưa vào đây. Chú có khỏe không? Khỏe trúc bò mày à? Chú chửi em à? Dạ đúng rồi. Chú nói sao? Khỏe trúc bò mày à? Có khỏe có nghĩa? Quê là tình gọi là trúc cha mày, trúc bố á, đầu thế, cái đầu bố á. Thì có ý là dịch qua bọn em là khỏe kệ bố mày à? Ờ đúng rồi, nó thì gọi là địt mẹ địt bò bố mày vậy đó. Ý là như vậy đó, dịch qua bên mình á. Ừ. Thế thì bây giờ là chú như này rồi thì chú có uống thuốc gì không chị? Dạ không, không có uống thuốc gì hết á. Uống nước lây. Ba đâu có chịu uống đâu, mình không mua về. Lấy đâu uống. Được rồi, không được. Mi đây, tôi phá cho mày lên rồi. Đi vô đây. Tôi phá cho mày, máu. Đi vô đây, ra ra đi lại. Đi vô đây thôi. Rạch tế. Đi vô đi. Càng cô giật lắm đúng không? Đi lại giật lắm. Tao cứ thế đó. Bên cổ như là mà. Đi vô đây. Chú đang kích động rồi mọi người. Đi vô đây. Chú đang kích động rồi. Chú bình tĩnh chú. Bình tĩnh đâu, bình tĩnh đâu. Không, chú cháu muốn nói chuyện với chú một tí thôi. Đi cháu. Tao. Không sao, không sao. Em nói rồi, ba đánh. Anh đi vô đó là ba đánh à. Thế là bây giờ mà mình mà không vào trong này thì làm sao mà mình có thể biết được chú như thế nào? Thế thì chị đứng xích qua bên này. Em đóng giờ vô cho em vô đánh. Chú có lẽ là chú bị tâm thần rất là nặng rồi mọi người ơi. Ba em là bọn em vô cùng đánh, mà người làm vô cùng đánh đó. Anh hồi nãy anh thấy đó, em kêu anh đừng có vào, vào là ba em đánh. Bây giờ ba em vào đánh anh đó. Nè. Ba em có nghĩa không có kể bất cứ ai hết á. Ai là cũng đánh đúng không? Ai vào là cũng đánh, ai vào là cũng như có đá. Như mọi người nhìn thấy nè. Thì chú mới cầm một cái đồ vật chú vụt vô tay của Trọng này. Như mọi người nhìn thấy là đỏ hết trơn rồi. Đây là cũng bị chầy luôn này mọi người. Thì sức khỏe của một người đàn ông mà chú vụt hết sức thì phải nói là rất là đau luôn. Nhưng mà không sao, vì chú đó là một người bị tâm thần nên là Trọng thông cảm cho chú và thông cảm cho gia đình. Thì ngay từ lúc đầu thì chị cũng đã nói với em rồi, nhưng mà em vẫn muốn vào trong này. Trọng phải vào trong này thì Trọng mới có thể chia sẻ lên cho mọi người xem là chú bị bệnh nặng như thế nào. Thế là ai vô là chị cũng đánh luôn. Dạ, ai vô cũng đánh, ai vô cũng ném hết. Kể cả chị luôn. Kể cả em. Trời ơi mọi người. Chú rất là hung dữ rồi. Thế là bao nhiêu lâu rồi là chú chưa uống thuốc rồi chị? Dạ, từ lúc đi bệnh viện đến giờ là 3 tháng, hơn 3 tháng rồi là không uống thuốc. Ừ. Uống thuốc là như vậy đó. À. Dạ. Còn ở trong bệnh viện... Nếu mà mình mua thuốc cho chú có uống không? Dạ, mua thuốc là về dục hết. Kêu là mình đưa thuốc để giết ba, mà không uống. Mình đưa thuốc vô là kêu nó vô để giết ba, nên ba không uống. Trời ơi. Bây giờ Trọng đứng đây, Trọng nói chuyện thì chú cứ đập phá bên trong đó thì đứng đây thứ nhất là cũng nguy hiểm. Thứ hai là chú đập phá vậy thì không nghe được cái gì cả mọi người. Bây giờ Trọng cùng với chị Ngân ra ngoài này. Thì chắc là mình nuôi một người ba mà như vậy chắc là có nhiều tâm sự lắm đúng không chị? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Bây giờ chị em mình ra ngoài sân đi rồi chị kể lại cho em nghe xem là bệnh tình của bố chị sẽ như thế nào. Dạ. Yeah. Thì nãy giờ mọi người xem mọi người thấy rồi đó. Thì chú chắc là chú bị tâm thần rất là nặng rồi.
thì Trọng đang nói chuyện cùng Trọng với cả chị Ngân thì đang nói chuyện, thì chú quậy lên thì mọi người thấy rồi đó, nên là bây giờ phải ra ngoài này để nói chuyện. Thì chú bị như vậy là 25 năm rồi hả chị? Dạ, bị 25 năm rồi anh. 25 năm rồi thì cứ như thế thôi. 25 năm rồi là cứ đập phá nhà cửa, vợ con là đuổi đi ra ngoài hết, không có ai ở trong nhà hết á. Ngày xưa ở ngoài quê á thì đuổi mẹ con ra ngoài quê thì có bác, có gì đồ á. Thì mình về nhà mình ở với lại bác với gì. Còn một mình ba ông là ở trong quầy cả tháng ở trong nhà vậy đó. Ăn cơm là ba ghi vô vòng tròn vậy này. Ở đây là cơm này, ở đây là nước là canh. Còn không cho ai vô trong nhà hết, cứ cầm dao rồi. Thế là chú bị 25 năm, thế là bị từ lúc bọn chị còn nhỏ luôn à? Đúng rồi, còn nhỏ bé xíu là bị rồi. Thế là em hôm bữa là chị Ngân có nói với em là chị Ngân với cả gia đình là đã từng đưa chú đi điều trị ở nhiều nơi rồi mà. Dạ, có đưa đi ở bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 á. Có đi 8 tháng lận, đi 8 tháng về, nhưng mà 1 tháng là đóng 4 triệu. 1 tháng là 4 triệu. 1 tháng đóng 4 triệu. 8 tháng thì thành 32 triệu. 32 triệu. Có xong, khỏi không? Cũng không khỏi. Về thì cũng vậy à. Đi về đi khỏi, về là cũng quẩy phá đập đánh đồ này kia vậy đó, rồi đuổi bọn em ra khỏi nhà, không có cho ở trong nhà. Mà giờ bây giờ bọn em thì lấy chồng rồi, thì bọn em đành phải cứ sáng là nấu cơm đưa đến cho ba, trưa đưa đến, tối đưa đến ngày ba cử. Nhưng mà lúc nào mà ba đói á, thì ba ăn, còn ba không đói thì ba ném hết cơm hết đồ ra ngoài hết. Đến á, thì khi á, thì ba cho đưa cơm, còn khi mà ba lên cơn là ba cũng đuổi luôn, ba lấy cây rồi ba lấy đá tùm lum vậy á, ba ném ném mình. Mà bây giờ em là em mong á, làm sao mà anh Trọng với lại Mạnh Thường Quân có ai mà biết được có cái trại nào mà gửi ba em được lâu á, về dài luôn á. Thì giờ nguyện vọng của gia đình là chỉ muốn gửi được ba em vào trong đó, để cho ba em, cái thứ nhất là ba em cùng đỡ khổ. Bây giờ anh thấy xích, bọn em xích chân đồ này kia vậy đó. Thì nhiều người, người ta ở gần em, người ta hiểu bọn em thì không nói sao. Nhưng mà ví dụ như mà những người mà hàng xóm hoặc là những người là ở đâu mà mới tới á, thì người ta nghĩ con cái chắc bất hiếu hay sao mà nhốt ba mình như vậy á, rồi xích ba như vậy á. Nhiều khi người ta không có hiểu được cho bọn em, nhiều người này người kia nói tại thế này tại thế kia, nhưng mà người ta không ở trong cuộc, là người ta không biết là ba em là đập phá rồi đuổi vợ đuổi con ra khỏi nhà rồi á. Không có những người hàng xóm mà như ở xung quanh ba em đây thì người ta biết rồi á, thì người ta không nói gì hết á. Mà bây giờ cũng làm ảnh hưởng đến mấy người xung quanh đây, người ta cũng điển cho em, người ta nói là bây giờ mấy đứa về coi giải quyết ba coi sao, chứ giờ bây giờ mấy đứa mà cứ để ba như vậy rồi bọn cô rồi cũng không có ở được, rồi tối đến hả ông ấy làm đập đánh đồ nhà cửa phá này kia, bọn cô cũng không có ngủ được, rồi cháu bọn cô cũng sợ. Mà nhà hàng xóm thì có bà với lại cháu ở không à, còn người lớn đi làm ở thành phố hết á, nên cũng ảnh hưởng với người hàng xóm. Cứ đi làm cái cứ nghe người ta điện bây giờ bay về coi sao, chứ giờ ba của bay phá thế này thế kia đó. Rồi hai ngày sau cứ lại người khác lại điền tới, giờ bây coi sao, chứ giờ bây giờ cha bây hình như là sổ xích hay sao, mình xích rồi đó, mình xích lại rồi mà người ta thấy lúc đầu là bọn em xích lại, xong rồi bây giờ lấy cái dây xích cà vô tường á, đục lỗ chui ra, thì mấy người cũng sợ, mấy người điền kêu nói giờ coi sao, bây giờ mọi bữa ở trong nhà bây giờ chui được ra rồi sổng xích cái là chết luôn, ông giết chết luôn. Mà rồi mấy người mà ví dụ chị bà chị chồng của em, bà cũng sợ, bà kêu nói Ngân ơi bây giờ coi sao, chứ giờ mà ông sổ xích ra hả ông giết mày chết trước luôn á. Giờ bọn em giờ không biết làm sao, giờ chỉ mong anh chồng giúp đời được cho bọn em. Nếu Thế là ở xung quanh đây là chú quậy hết luôn à? Dạ, ở xung quanh đây nói chung là ai cũng đến nhà, ai cũng quậy hết á. Rồi cái nhà ở trước nhà của ba ông đây, ông đưa nước mắm đồ này kia đến trước nhà ông đổ, nhà kế bên đây thì ông qua, ông đập phá trên tôn người ta để băng vào nhà. Thế thì
thì chú phá như vậy rồi người ta bắt đầu người ta mới cứ điện, người ta cứ nói mình hoài đúng không? Dạ, người ta cứ nói hoài. Nên là người ta mới kêu mình là bây giờ phải nhốt chú lại đi. Dạ. Chứ không mà chú cứ đi phá như vậy người ta không có chịu được. Dạ đúng rồi. Mà chị thì nhốt chú lại thì những người người ta không biết người ta lại nói là đúng bất rồi, hiếu à? Người ta không biết là người ta nói con cái bất hiếu, không có quan tâm gì đến ba này kia vậy đó. Nhưng mà giờ bây giờ bọn con mà không có nhốt ba không bọn em lại á thì bọn ba cũng phá lắm, vừa rồi mới đánh mẹ chồng em xong này. Thế thì những cái người mà họ nói là con cái bất hiếu thì họ nói trước mặt chị luôn à? Hay là... có vẫn có nói trước mặt mà cũng có nói sau lưng, cũng có nói với người khác nói lại. Giả sử họ nói trước mặt chị rồi chị sao không giải thích cho họ hiểu? Thì cũng có giải thích thì người ta mình cũng có giải thích như vậy đó, rồi hoàn cảnh gia đình là như vậy, bây giờ có đưa đi bệnh viện thì bệnh viện cũng chỉ trả về rồi cũng lại cứ phá như vậy thôi. À. Thì người ta cũng người mà hiểu chuyện thì người ta cũng hiểu ra, tại vì người ta không có tiếp xúc mà thì người ta không biết thì người ta nói như vậy, nhưng mà đến lúc mình nói ra thì người ta cũng hiểu được cái hoàn cảnh. Rồi mình cũng nhiều người họ người ta cũng đi ngang người ta vô cùng thấy nhà cửa như vậy đó, xong ấy người ta cũng đồng cảm cho, người ta cũng nói thì bây giờ ông bị tâm thần như vậy, giờ bây giờ sao, giờ bọn em chỉ có chịu đựng khổ suốt đời thôi, cứ hỏi bọn em sao không có đi đưa đi trại gửi á. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh có đi bệnh viện á thì cũng chỉ được 3-4 tháng về, mà một tháng 4 triệu lận thì bọn em cũng nói chung khả năng cũng không có thể nào mà suốt đời như vậy được. Nhưng mà bây giờ xích ba em lại như vậy á thì mình vừa bất hiếu, người ta nói là mình bất hiếu. Mà cũng tội ba em lắm, xích như vậy quần áo ông không có mặc á. Rồi đưa nệm đồ này kia nằm, ông cũng nằm, ông giục trời mà lành. Rồi bữa hôm mà ruồi muỗi đổ đu ông quá trời luôn, tại dơ quá, đưa nước tắm cũng đâu có tắm đâu. Rồi thì hôm bữa mà em cũng nói chuyện điện thoại với chị Ngân á, chị Ngân còn nói là hôm lúc trước là đưa chú đi một cái trại nào mấy năm nữa mà. Lúc đó là đi ba đi lấy xe máy đi lên trên Bình Dương á, xong rồi là bị công an bắt, công an Bình Dương bắt. Tại công vì chú lên đây chú quậy à? Đúng rồi, đi dọc đường quậy ở dọc đường á. Xong rồi công an Thủ Đức bắt ba, xong rồi gửi vô trong cái trại bảo trợ xã hội ở dưới Thủ Đức á. Thì ở đó một năm. Xong rồi ở dưới Thủ Đức lại chuyển ba lên Sông Bé. 3 năm ở trên đó lận. Nhưng mà 3 năm về, 3 năm xong rồi về. Về rồi ba cũng lại tiếp. 3 năm, 3 năm là người nhà mình đón về à? 3 năm là mấy bà cô ở ngoài quê á. À. Là làm thủ tục kiểu ký là cái kêu ba vô trong này kia. Xong rồi làm thủ tục đưa ba ra. Thì lúc làm thủ tục bọn em cũng nói là cứ để ba ở trong đi, thả ba ở trong nhìn nó như vậy nhưng mà nó vẫn còn hơn là tốt hơn đây là ba quậy phá, cái thứ nhất nhà gia đình khổ, cái thứ hai cũng khổ cho ba thì thôi để ba ở trong. Nhưng mà mấy bà cô thì lại nói thôi để đưa ba ra coi ba có thay đổi không á. Dạ. Thì ba ra ba cũng vậy à. Nhưng mà em đang muốn hiểu là thế nguyên nhân tại sao mà chú lại bị như thế, chị chú lại bị tâm thần. 25 năm rồi, cũng nói chung từ lúc bọn em còn nhỏ xíu á là ba đã bị như vậy rồi, thì bọn em cũng không biết sao, nói chung là đi bệnh viện thì bệnh viện cũng có nói là ba bị tâm thần đó. Từ lúc dạ, mà bọn dạ. chị còn nhỏ là chú đã mát như vậy dạ, rồi. Đúng rồi, từ lúc nhỏ bị như vậy. Thế rồi. Thì ngày nay mà chị em mình vô mà chú cứ gặp chị là chú cứ đòi lấy cái này lấy cái kia ném à? Dạ, thế rồi. Thì lúc nhỏ thì chú có thế không? Dạ, chú có hay đánh bọn chị không? Có, lúc nhỏ là đánh nhiều lắm, đánh mà bà chị đầu của em bây giờ gặp ba em là cái tình trạng như vậy là bà không dám đi vô nhà luôn á, bà sợ lắm. Mà nói chung cứ nói đến ba em cái là vô mà đưa cơm là chị em vẫn ngày 3 bữa là nấu cơm. Rồi những ai mà không sợ như chồng em đồ này kia mà không sợ ba em là với thằng em út là nó không sợ, là nó chỉ đưa cơm cho ba em thôi. Còn bọn em nấu cơm ngày 3 bữa, ngày nào cũng đưa, nhưng mà ví dụ như đói thì ăn thôi, còn nếu mà không đói là đổ luôn cũng không ăn. Bây giờ để chú như vậy thì chị thấy thương chú không? Có.
bây giờ mà để ba em như vậy cũng khổ ba em lắm. Đó, anh giờ anh vô anh cũng nhìn thấy đó, giờ còn một bộ xương này chứ có gì đâu. Ý là thế là ngày hôm nay là chị nhờ em lên trên này để em quay video này thì để chia sẻ lên thì để làm gì đây chị? Bây giờ cái ý nguyện vọng của gia đình như là em là giờ muốn anh quay cái video này để lên để nhờ khán giả. Với lại những người đang xem chương trình của anh Trọng cũng như Mạnh Thường Quân rồi những bệnh viện tâm thần có thể đưa ba em đi chữa trị được khỏi bệnh. Cái đó là nguyện vọng lớn nhất của gia đình. Cái thứ hai á, là bây giờ ba em bị như vậy đó, quấy phá hàng xóm thì giờ mà đưa ba đi á, thì những người hàng xóm xung quanh á, cũng đỡ phần nào lo lắng. Đêm ngày là thấp thỏm, lúc nào cũng sợ là ba sổ xích ra để đi phá nhà người ta, không có ngủ yên. Dù sao đi chăng nữa là hàng xóm mà ba quậy như vậy người ta đâu có nỡ được đâu, người ta đâu có chịu được đâu. Một ngày hai ngày chứ, ví dụ năm này qua năm kia người ta đâu có chịu được. Còn như bọn em thì nó lại khác, như bọn em là 25 năm nay ba nó bị như vậy rồi. Thì dù sao đi chăng nữa cũng con của ba, ba sinh mình ra mà, nên là cũng có thể chịu đựng được. Nhưng mà hàng xóm người ta không có chịu được, người ta điền tối ngày à. Thì còn bọn về phần bọn em ấy thì ba bị như vậy thì bọn em lúc nào cũng đi làm. Đi làm xong là về phải ngày ba bữa là cơm nước này kia cho ba đầy đủ hết á. Mặc dù ba ăn hay ba không ăn nhưng mà mình cũng phải cơm nước cho ba đầy đủ. Đó. Thì giờ làm con mà biết sao giờ anh. Thì con... thì công việc của bọn chị là làm công việc gì? Thì chồng em thì cũng đi buôn bán vậy đó. Thì em cũng đi buôn bán. Chú là có bao nhiêu người con? 4 người con. Thì một thằng út thì bây giờ nói chung là nó cũng chưa có việc làm. Nó... Hôm trước là chị Ngân chị tâm sự với em là lúc ba ở trên bệnh viện tâm thần về là chị mấy chị em dành dụng tiền mua cái mảnh đất này rồi xây nhà lên cho bố chị đúng không? Hôm vừa bọn 2 năm rồi là bọn em xây cái nhà này lên cho ba ở, nhưng mà nói chung là cứ vậy đó, đập phá xong rồi là cứ mua đồ về là có gì trong nhà là đập hết, không còn gì này hết á. Bây giờ xây được cái nhà lên để cho ba ở. Thì nói bây giờ ba lớn tuổi rồi, ba không có đi làm đó. Giờ bị tâm thần về sao làm, thì nói mấy chị em mà xây cho ba căn nhà ba ở. Chứ giờ bây giờ ba ở chung với bọn em cũng đâu có ở được. Thì tại vì bây giờ em cũng chưa có nhà. Đó, chưa có nhà, có cửa gì hết. Thì ở đang ở với mẹ chồng. Đang ở với mẹ chồng. Thì là tất cả các con cái của chú thì cũng rất là quan tâm đến chú luôn. Thì con cái hùn tiền vô rồi mua một cái mảnh đất nho nhỏ rồi xây lên cho chú cái căn nhà này. Căn nhà này là bao nhiêu tiền? Căn nhà này nếu mà tính tất cả chi phí cũng phải hết 70-80 triệu á. Là tất cả 4 người con chia ra đúng không? Chia ra. Thế thì con cái cũng rất là quan tâm chú. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng có nhiều người nghĩ là con cái... Dạ, nhiều người nghĩ là con cái là không quá quan tâm ba rồi bỏ bê ba này kia vậy đó. Nhưng mà thì... người trong cuộc đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì giả sử như mà anh em Trọng mà đi bên ngoài, giả sử chạy ngoài đường đi, mà thấy một người đàn ông mà rồi bị xích lại rồi ở một trong ngôi nhà như này thì đối với một người ngoài người ta đi ngang qua thì người ta cũng sẽ nghĩ như thế. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà Trọng vô trong này thì nãy giờ mọi người thấy rồi đó. Thì chị nói lên cái hoàn cảnh rồi cái cuộc sống của chú đó thì bây giờ thì mọi người mới biết được là người trong cuộc mới hiểu được chuyện. Thế thì hôm bữa là chị có nói chuyện điện thoại với em á, chị nói là hôm bữa em có quay trên cái trại tâm thần kia, chị hỏi là họ còn nhận người nữa hay không đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì ở Lâm Đồng của em á thì là có 2 cái trại tâm thần. Một trại là cho bệnh nhân nữ, một trại thì cho bệnh nhân nam. Thì hôm bữa thì chị nói với em là nhờ em xin hộ để đưa cha lên điều trị cho khỏi bệnh á. Dạ. Thì em cũng có hỏi, nhưng mà họ nói là hiện tại bây giờ là cái trại của họ là đã đông người rồi, họ không có nhận thêm được nữa. Nhưng mà để em sẽ thử nghĩ cách khác, em nói chuyện với họ. Hoặc là ở trong Đồng Nai mình đây thì có cái trại nào không? Dạ không, ở trong Đồng Nai này là không có trại nào hết, chỉ có bệnh viện thôi.
Thế là bây giờ cái nguyện vọng của tất cả các con của chú là muốn đưa chú đi để chú điều trị đúng không? Dạ, điều trị chữa bệnh. Bây giờ mà chú ở nhà như vậy mình mua thuốc chú có chịu uống không? Dạ không ạ, không uống. Thế thì tại vì ở Lâm Đồng của Trọng á thì là chỉ có một cơ sở điều trị những bệnh nhân tâm thần thôi. Thì nhưng mà hiện tại bây giờ là cũng đã đông người rồi. Thì nên là bây giờ là tất cả khán giả mà đang xem cái video này á, thì những ai mà có thể hiểu được cho hoàn cảnh của gia đình của chú Chiến, thì nếu mà tất cả khán giả các cô chú á, mà biết ở đâu có những cái trại tâm thần mà họ có thể bảo trợ cho những người tâm thần như vậy để điều trị và chữa bệnh á, thì Trọng mong mọi người hãy giúp đỡ cho gia đình. Thì nếu mà khán giả của bên em á, dạ, họ mà xem được video này, họ mà biết những cái trung tâm mà có thể mà điều trị được những cái căn bệnh tâm thần này hoặc là nhận nuôi á chị, dạ, thì họ sẽ liên lạc trực tiếp qua cho chị nhá, dạ, hoặc là liên lạc trực tiếp qua cho em, dạ. Thì nếu mà mọi người liên lạc cho Trọng cũng được, thì cái số điện thoại của Trọng là 0345 099 088. Thì đấy là số của Trọng, hoặc là mọi người có thể liên lạc cho chị Ngân, thì để mọi người, đây là con gái của chú, thì mọi người nói chuyện trực tiếp. Tại vì nhiều khi Trọng thì Trọng cũng hay đi làm nên là Trọng cũng không có thời gian, nhiều khi mọi người gọi thì Trọng không có biết được á. Thì chị Ngân, chị đọc cái số của chị lên đi. Dạ, số của em là 0359966425. 0359966425. 0359966425 là số của chị Ngân. Thì cái mong ước của chị như thế nào? Chị nói lại một lần nữa đi. Bây giờ mong ước của em là mong tất cả khán giả đang xem chương trình của anh Trọng cũng như là Mạnh Thường Quân với lại các bệnh viện có thể là đưa ba em đi được, điều trị được căn bệnh của ba em. Cái thứ nhất là mong muốn lớn nhất của bọn em là đưa ba đi để điều trị cho nó lành bệnh. Điều thứ hai là bây giờ ba em ở như vậy đó, nhà cửa xung quanh hàng xóm á, là không có ngủ được rồi, cũng không có, tối ngày cứ trong lòng cứ thấp thỏm, cứ lo âu là không biết ngày nào là ba sẽ bị xuất xích ra. Nhưng mà từ từ cho em hỏi nha, nhưng mà chú đấy nãy là chú đang bị xích đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chú đứt xích ra thì sẽ như thế nào? Bữa hôm mà ba nói là nếu như mà ba đứt xích ra là ba sẽ giết từng người. Ba giết là không có, ba không có đi tù, tại vì ba bị tâm thần nên ba không có đi tù. Thế là chú đấy là chú đã dọa như vậy rồi? Dạ, ba nói là nếu mà ba mà xích xích ra là ba sẽ giết. Mà ba giết nói ai? Là ba giết sẽ giết em ai? Nữa. Ba giết nói chị. Là ba sẽ giết em, rồi chồng em. Rồi ba nói là nếu mà xuất xích ra thì bây chết hết với tao. Tao có giấy tâm thần, không có ai làm được gì tao hết á. Tao muốn giết ai thì giết. Năm ngoái em có mang bầu, ba cũng quậy phá như vậy, xong cái ba đi lên nhà em. Em đang mang, lúc đó em mới mang bầu thằng cu có 3 tháng à. Ba cầm con dao mình sắt á. Ba đâm vô cái bụng của em, nhưng mà cái lúc đó em mang cái khoác á. Xong ba đâm cái là nó siết như vậy này. Xong cái ông chồng em chạy vào là ông thả dao là ông chạy ra khỏi cửa luôn. Còn nếu mà con dao đó mà con dao nhỏ là trúng bụng em rồi cũng... Thế là chú là bị nặng lắm rồi. Dạ. Rồi cầm kéo đâm mẹ em. Cầm kéo mới cách đây là mấy ngày á, là cầm kéo lúc đó là bọn em chơi xúc xích lại đâu, là cầm kéo là đâm mẹ em, là đâm vô mắt, mục tiêu là đâm vô mắt. Cái hình của chị là gửi cho em là em thấy đâm rách vô đây như này. Dạ là nhưng mà xong rồi là bắt đầu đâm vô mắt, xong rồi mẹ em nữa là xước vô tay tiếp, đâm vô tay tiếp. Chú đấy là tính là lấy là đâm, dạ, để đâm vào rồi, mắt nhưng mà lại đâm dính đây. Dạ đúng rồi, xong rồi nó xước xuống tay mẹ em. Trời ơi, dạ. thì chú... Mà cái lúc mà mình ba em ra là không có thấy kéo trong người đâu. Xong thế thấy thì... vô, nhảy vô thình lình đâm là lấy kéo trong người ra đâm luôn. Còn cái chuyện, cái vụ nào hàng xóm mà chú quậy lớn nhất là những người hàng xóm đi, không tính người trong nhà của mình đi, là chú quậy nhà nào là nhiều nhất? Quậy cái nhà kế bên nhiều lắm. Cái nhà kế bên là có hai bà con à, hai bà cháu à. Tối là ông đập phá rồi ông ném đá qua bên nhà người ta. Ném qua nhà người ta, ông leo lên mái tôn của nhà người ta. Đánh trên tôn á. Đập trên tôn. Đập trên tôn rồi bồn nước của người ta là đập cho
móp bồn nước của người ta thì lại hư. Thế nhưng cái đấy thì các con lại phải đền à? À, thì mình phải đi sửa cho người ta. Xong rồi ống nước của người ta là bể hết. Bể hết là mình cũng phải đi thay cho người ta. Xong rồi có một anh ở kế bên á, thấy quẩy quá vô á, bắt phủ á, lại cắn cái anh đó, lại anh đó lại phải đi chích ngừa, phải bồi thường tiền chích ngừa cho anh đó là hết 700 ngàn. Thế thì có nhiều chuyện quá nhỉ? Khổ lắm anh ạ. Bây giờ anh chỉ có nhờ anh chồng làm sao mà giúp đỡ được cho gia đình bọn em. Giờ khẩn thiết là muốn đưa cho ba em là đi chữa trị được cho nó lành bệnh. Vâng. Là mừng lắm. Thì chị Ngân thì chị cứ bình tĩnh đi. Thì em nghe cái câu chuyện của chị Ngân thì em cũng thấy là rất là tội chú. Với cả tội cho gia đình và những người xung quanh. Thế nên là ngày hôm nay thì Trọng từ Lâm Đồng, từ nhà của Trọng thì chạy qua bên tới Đồng Nai, chạy từ tỉnh Lâm Đồng qua tỉnh Đồng Nai. Thì mọi người biết là một cái tỉnh là cách nhau rất là xa đó. Thì Trọng lên đây thì Trọng quay video thì Trọng chia sẻ lên. Thì Trọng cũng mong rằng là như nãy Trọng đã nói thì những ai, những cô chú nào mà biết những cơ sở tâm thần thì có thể liên lạc qua cho Trọng hoặc là qua cho chị Ngân. Thì như cái số điện thoại mà nãy chị Ngân mới đọc lên đó, 0395996645 0395996645. Thì mọi người gọi trực tiếp cho gia đình thì giúp cho chú đó với. Thấy chú như vậy cũng rất là tội luôn mọi người ơi. Chắc bây giờ không biết là chú bình tĩnh chưa thì chờ Trọng với cả chị Ngân thì lại thử nói chuyện cùng chú một tí nữa xem sao. Rồi xong rồi chắc là Trọng cũng kết thúc. Chuyện này chị đi cẩn thận nhá. Sao mà ở đâu ra mà chú mà đã, chú tinh thần chú không có ổn rồi mà sao mà gạch đá ở đâu mà nhiều đây, lỡ chú cầm chú ném thì sao? Dạ bữa hôm là bọn em xích ba ở trong nhà là còn một cái gạch này là để xây cái kề để bếp ga. Nhưng mà ba lấy cái xích á, ba cứ là ba lấy cái gạch ở cái xây cái chỗ bếp ga đó, cái gạch xây bếp ga lên. Mấy cái gạch này là gạch đúng tường. Rồi, đúng là gạch tường á, gạch tường để bỏ bếp ga đó. Bỏ bếp ga lên á là bắt đầu ba mình đưa cơm đồ này kia là ba, có khi là ba cầm gạch là ba ném mình ở trong nhà. Chị đã bị ném nhiều lần không? Nhiều, rất chi là nhiều luôn. Đâu, chị đi qua ném xem nào. Đó, chú thấy mình là chú cứ thụt thò. Ô, chú đang làm gì vậy? Đập ba lấy cái xích á. Đi, qua đây kìa. Đập cái lầu quá, chứ không có gì trong đâu. Đó, đập cái lầu đó là nó ra là ba phương. Chú cứ đập cái lỗ này. Cứ đập cái lỗ này xong rồi từ từ lúc đầu lỗ nhỏ xong đập lớn ra là chui ra cái lỗ này á. Chị Ngân, sao mà chú đã tâm thần vậy rồi mà sao xung quanh này có nhiều gạch vậy? Thì ba đập đó cho anh, ba lấy cái xích á. Xích đập gạch là nó bể ra. Lấy xích đập gạch, dạ, mấy gạch này đập ra. Đúng rồi. Xong rồi mình lại đưa cơm là chú ném. Đúng rồi, lại lấy gạch đó là ném lại. Đó, anh thấy đó, nhà cửa bọn em xây cho ba, thương ba, bếp ga rồi chăn ga gối nệm cái gì cũng sắm cho ba đầy đủ hết á. Bếp ga mới luôn này. Dạ mới luôn mà. Nệm cũng nệm mới luôn mà bây giờ ba ném đồ cát đồ này kia vô này, rồi bếp ga các thứ nồi điện này kia là sắm đầy đủ hết, nói chung không thiếu một cái gì hết á. Nhưng mà bây giờ ba bị bệnh về những cái thứ này là không thể sử dụng được tới nữa. Mà chị vào là sẽ đánh chị. Thì thế mọi đó, lần chị đưa cơm thì đặt phát là chạy đi à? Đúng rồi, căn ba ngủ. Đưa là căn ba nằm ngủ. Căn ba nằm ngủ mới lại đưa. Xong mình đi nhẹ nhẹ sau cái cửa sổ này là mình thả cơm xuống. Căn ba nằm ngủ mình mới dám đưa, còn nếu mà không ngủ là mình không đưa được đâu. Đó, mấy viên gạch đấy là ba ném đó. Ném đó hả? Ba ném, mình đưa vô là ba ném đó. Rồi này, ăn xong cơm đồ này kia là ba ném hết á. Cầm không có gạch nữa là lấy cái hộp cơm không là ném. Chú cầm chú ném ra tới ngoài này. Dạ đúng. Nhưng rồi, mà viên gạch này đi đây chị Ngân. Dạ. Như viên gạch này mà chú ném mà mình chạy không kịp là có, dạ, mà chắc rồi, là đúng chết rồi, luôn đúng ấy. Rồi, đúng rồi. Những lần là các con đưa có cơm. Có lần nào cũng vậy, bọn em đưa cơm, nếu mà em mà đưa cơm á là em phải đứng ở ngoài đó nhìn vô là thấy ba nằm ngủ rồi á là em đưa vào. Còn nếu như mà nhiều lúc mình đưa ba vào á, đưa cơm vào cho ba ăn là ba chưa có ngủ, mình tưởng đâu ngủ là bắt đầu ba thấy mình cái là ba cầm cục kẻ ba ném luôn, không nói gì hết ném luôn. Rất là nhiều gạch luôn. Rất là nhiều gạch vẫn còn nguyên vết, dạ, chú của chỗ chú đó ném. Đó là ba ném bọn có ném. Khi nào mà ném dính chị chưa? Chém trúng thôi
chứ cũng chưa trúng. Xem tại vì mình cũng biết là ba hay ném là mình đề phòng trước khi mình vào là mình đã đề phòng rồi. Đề phòng ba, lỡ ba có ném là mình chạy rồi, mình đã chuẩn bị cái tâm lý trước rồi. Lúc nào cũng phải hết. Trời ơi. Kìa, nhìn chú kìa mọi người. Kiệt nhìn, quay cho mọi người xem kìa Kiệt. Đó. Trời ơi, thế tội nghiệp chú không? Mặc dù chú không giữ nhưng mà nhìn chú cũng vẫn rất là tội mọi người. Nhìn đây, tất cả gạch này đây là cũng ném luôn à dạ, chị Ngân? Dạ đúng rồi, tất cả gạch là cũng ném luôn. Mấy cái kính cửa sổ này kia các thứ là chú ném nhà người ta bể hết à? Ném qua bên nhà người ta. Rồi leo lên trên nhà người ta là phá luôn đấy. Dạ. Phá vào nhà bên người ta. Đâu, chị ra đây. Thì ngày hôm nay thì Trọng lại ở đây. Thì Trọng chia sẻ lên cho mọi người xem hoàn cảnh về chú Chiến. Thì chú năm nay là chú 6 mấy? Dạ, sinh năm số 8, năm nay 53 tuổi rồi. Thì chú Chiến thì năm nay là chú 53 tuổi. Thì cái hoàn cảnh của chú thì nãy giờ thì mọi người thấy Trọng với cả con gái của chú Chiến chia sẻ lên thì mọi người cũng thấy rồi ha. Thấy chú rất là tội luôn. Thì Trọng cũng hy vọng rằng là mọi người xem video này thì hãy giúp đỡ cho gia đình của chú. Thì giúp chú đưa chú lên trên bệnh viện tâm thần thì để chú điều trị, để cho chú còn sớm về với vợ con nữa. Thì bây giờ chắc là em cũng sớm kết thúc cái video này. Thì chị có muốn nói gì nữa không ạ? Dạ, thì giờ em chỉ có là mong Mạnh Thường Quân với lại anh chồng cũng như là nhiều người đang xem video này là giúp ba em có thể nào đi chữa được khỏi bệnh. Dạ. Dạ. Nguyện vọng lớn nhất là của gia đình. Thì dạ. Cái thứ hai là khỏi ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Dạ. Rồi. Thì bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn nha mọi người. Thì Trọng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì nãy giờ đã dành thời gian xem video của Trọng. Thì nếu mà mọi người xem video này, nếu thấy cái video này hay và thú vị thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Thì một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn.